chị Lan cũng đang đeo một chiếc đó, như sáng rực rỡ, xoay 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 rất thú vị. Cặp nhẫn Rolex tròn xoay dành cho nam và nữ, nam thì to rộng xoay to hơn, nữ thì nhỏ xoay nhỏ hơn, và một cặp dành cho nam cho nữ đẹp đẳng cấp sang trọng và thượng lưu. Có rất nhiều những viên kim cương nhỏ mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một với độ sạch VVS, cho nên là những cái viên kim cương hột xoàn này chiếu sáng lấp lánh từ cách chia ô hột, từ cách cháo hột, từ cái nền vàng để mà đính kim cương lên, nó phải sạch sẽ, sáng bóng và tiền đề để cho những viên kim cương đó tỏa sáng rực rỡ nhất có thể. Và chiếc nhẫn này xoay được, xoay được không chỉ là kiểu cách của chiếc nhẫn mà nó còn là giải trí nữa. Khi chúng ta đeo vào ngồi suy nghĩ hoặc là mình relax, relax bằng cách là mình xoay tay, hoặc mình xoay xoay đẹp, xuất sắc và chiếu lấp lánh. Chiếu ánh là từ cái vần hồng logo AO750 này, hội ngoại này để chiếu lấp lánh sáng bóng sẵn rồi, kết hợp từ ánh bóng sáng của vàng với khía chạy tia trên hai cái mặt hai bên này như là vành bezel của đồng Rolex, nên là chiếc nhẫn lấp lánh chiếu ở mọi góc cạnh. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về cặp nhẫn xoay Rolex đẳng cấp trân trọng thượng lưu đến đây xin được phép kết thúc, và hãy liên hệ với Kỳ Lân để đặt cho mình những chiếc nhẫn đẳng cấp vừa với tay của mình.